sinh năm 2007, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở xã Minh Hạ, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 ngày 18 tháng 1. Đến nay, Sở Y tế tỉnh chưa có kết luận về nguyên nhân N tử vong. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Văn Trung, bác của cháu N, cho biết sáng ngày 17 tháng 1, mẹ cháu có đưa cháu đến trạm y tế xã để tiêm mũi 2. Sau khi tiêm, cháu ngồi lại theo dõi 20 phút, lúc này cháu có triệu chứng tức ngực, buồn nôn, chóng mặt, khó thở, hiện tượng co giật. Các y bác sĩ lấy bình oxy cấp cứu tại chỗ, sau đó cháu N được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hạ Hòa. Khi đến viện, cháu nôn ra máu, hôn mê, tim đã ngừng đập, sau khi hô hấp thì tim đập lại nhưng vẫn hôn mê. Đến 1 giờ ngày 18 tháng 1, gia đình được thông báo cháu qua đời. Ông Trung thông tin thêm, cháu N được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 vào ngày 3 tháng 12. Sau khi tiêm, cháu chóng mặt, khó thở và phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Do được cấp cứu kịp thời, cháu được truyền nước, theo dõi, sau đó bình phục và được về nhà. Khi đi tiêm mũi 2, mẹ cháu có khai báo về tình trạng tiêm mũi 1 nhưng vẫn được tư vấn tiêm tại điểm tiêm. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, xác nhận vụ việc và cho biết hiện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ chưa có kết luận về nguyên nhân của học sinh N tử vong sau khi tiêm vaccine mũi 2 hôm 18 tháng 1. Sau khi xảy ra vụ việc, huyện và xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình. Đại diện gia đình cho biết sau khi cháu qua đời, cơ quan công an có đến thăm hỏi, động viên và yêu cầu khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, cháu đã mất nên gia đình không đồng ý khám nghiệm. Phía chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình. Ông Trung nói, gia đình mong muốn Sở Y tế tỉnh Phú Thọ sớm trả lời rõ về nguyên nhân tử vong của cháu.